Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video cuối cùng trong cái dịp mà tôi về chia sẻ giao lưu với vườn anh Duy An trong lần này. Chúng ta đến với một cây mai chiếu thủy. Vâng, ngắm nhìn cây mai chiếu thủy trong khi các anh đã lọc hết lá để phơi dăm. Một cái mái khá đẹp đây. Một cái hình ảnh trên cái nền phông trắng như là một cái bức tranh vẽ. Cứ tưởng tượng ra sau khi đã phun lọc lên thì cái mái của nó sẽ rất là ấm. Đấy, anh cứ quay từ từ đây đấy, rất đẹp nhé. Tất cả các phía đều tròn trịa hết. Rồi, trước hết đến với cái bệ cây này. Bệ cây trải rộng ra. Dừng lại, cháu dừng lại mặt phía bên này. Cái này các cháu vừa mới lọc xong à? Vâng. Vừa lọc lá xong à? Vâng, hôm qua hôm kia cháu vặt lá này. Ôi giời, thế thì khoảng 3 4 hôm nữa thì nó phun ngay mà. Rồi, nó đang nảy. Nó đang lên ngay mùa này, lên ngay. Nó lên nhú rồi. Cắt mà lá nó ra mình mới vặt mà. Vâng. Cháu đợi cái thon nhé. Thon trên đây thôi, cả bây giờ dưới cái thon chỗ 52 bác này. 52 ạ. Chiều cao của cây là chỉ có 60 thôi các ạ. Cao 60. Rộng là 100 ạ. Vâng, trên cái chậu đồng nai khá đẹp. Chậu là chậu 80. Chậu vắt góc được 80, 60 ạ. Cháu xin báo giá là 26 triệu. Cây mai với giá 26 triệu. Vâng. Chơi khoảng độ nửa năm để dồn ra trong khi tháo hết rồi các bạn. Nó ẩn gần ẩn. Cái này cho thấy là nhìn nó như quả núi ấy, nhìn nó ở hầm hố đấy. Tôi chụp cho ảnh nhé. Vâng, nó có thể quay bật kính nào mà. Quay đi. Rồi, stop. Ngồi tránh ra tí không nó cái tay nó vào mặt. Rồi, chụp đây. Rồi, cảm ơn anh. 26 triệu. Rồi, chuyển đi. Chúng ta đến với một cây tùng La Hán. Anh thân ở vị trí cháu đầu là 21 ạ. Vâng. Chiều cao là 60 ạ. Tán ngang là 80 ạ. Cháu xin báo giá 5 triệu 800 nghìn ạ. Giá 5 triệu 8. Vâng. Chậu cũ. Chậu hay phết. Đây rồi. Rồi, anh chuyển đi. Vâng, và đây là cây si. Một cây si được bố cục rất là tuyệt vời. Theo cái dáng huyền ôm chậu, nhưng đây không phải là chậu mà là huyền ôm một quả núi, núi đá rất tuyệt vời. Đây là mặt phải của cây này, ngắm cây này chúng ta thấy rất là hấp dẫn. Đấy, toàn bộ cái phần mái chảy
theo sườn của vách núi. Đây là mặt sau. Và chuyển ra mặt trước này. Xi tay chuột. Lá tí xíu này. Chiều cao 50 ạ. Chiều cao của cây á, wow, từ mặt mặt chậu lên hết đỉnh đấy là 50 này. Và thế còn cái sợi đấy, cái chiều ấy được bao nhiêu? Chiều này của nó 55 ạ. Mặt hướng bên này đẹp quá nhỉ, nhìn hấp dẫn đấy. Đấy, nhìn đúng hướng này. Các xin báo giá 7 triệu rưỡi ạ. 7 triệu rưỡi. Thấp thoáng sau bóng cây là đỉnh núi. Rất hay. Cái chậu là chậu to rồi bác nhé. Rồi, anh chuyển đi. À, tiếp đến một cây hoa giấy. Giấy này giấy Mỹ. Vâng, giấy Mỹ bác ạ. Cây khá già. Hoành thân ở vị trí này là 38 ạ. Vâng. Chiều cao là 55 ạ. Tán ngang là 63. Cháu xin báo giá là 8 triệu 500 nghìn ạ. Giá 8 triệu 500. Vâng. Vâng. Nhìn cái dáng cây tôi thấy nó thuận ghê nhỉ. Cái này nó ưa nhìn bác ơi. Vâng. Nhìn nó thấy ưa nhìn. Nhìn vào nó là hút mắt. Rồi nhá, chuyển đi. Vâng, và đây là số điện thoại của anh Duy An để chúng ta giao lưu. 0964 894 và 094. Tiếp tục là một cây me. Rồi, dừng lại nhé. Chiều cao là 70 ạ. Tán ngang là 85 ạ. Hoành cái củ ở đây là 32 ạ. Vâng. Cháu xin báo giá là 6 triệu. 6 triệu cây me này. Cũng nhẹ nhàng. Rồi, cháu chuyển đi. Một người bê rất đơn giản. Và chúng ta đến tiếp với một cây nguyệt quế. Cái nguyệt quế này cũng khá là lùn bác ạ. Chiều cao là 55. Tán ngang là 100 ạ. Rồi. Hoành thân là 48 ạ.
xin báo giá là 28 triệu. Nguyệt quế 28 triệu. Hết đợt hoa vừa rồi. Lại chuẩn bị ra tiếp. Rồi. Mà cái này đang lên lá nhìn nó không được nét lắm. Cắt đi thì nhìn thấy sơ. Hai người bê nặng, chậu nó dày. Mà chậu này đúng là cây nó khỏe. Cây nó khỏe, nó dưỡng, nó nhiều đất, nó dưỡng chất như này. Được rồi, bây giờ chuyển sang xe đẩy à? Vâng. Ghé xe vào đây. Rồi. Vâng, chúng ta đến với cây mai hồng ngọc. Hoành thon vị trí châu đờ là 41 ạ. Rồi. Chiều cao cũng là 41 ạ. Ăn ngang là 60 ạ. Gốc to quá nhỉ. Vâng. Sau xin báo giá là 7 triệu rưỡi ạ. Cây hồng ngọc mai. Cây này cũng là cây tầm cỡ rồi đấy. Dáng bonsai đẹp. Gốc to thế. Là hàng luôn lực quá ạ. Rồi nhá, chuyển nhá. Đây có phải cây hoa sứ không? Cây hoa đại không đây? À hoa đại, đại. Sứ đại, gọi là sứ đại, trong miền Nam gọi là sứ đại. Chả còn cái lá nào. Nó lên mâm rồi, nếu mà lá ấy, là ship nó khó, không cắt mở. À. Nảy lú hết. Đâu? Đấy, đấy. Bác thấy nó sừng không? Đẩy. Rồi, nó cắt là nó bằng rồi, nên đẩy hết rồi. Ừ. À, cái mâm đó này. Mà nó bào sớm nha. Chết cho bắt lên gấp đùi. Màu gì anh? Hoa màu gì? Màu đỏ bác ạ. Hoa màu đỏ. Rồi đây, nhìn nó cắt chuyển nhiều lần rồi bác ạ. Rồi, rồi. Mà nó có cái dế cũng đẹp. Có cao thôi. Cao là 38 ạ. Cây này bao tiền anh? Cháu xin báo giá là 850. 850. Được, cây hàng hoa mà. Vâng. Ok. Đấy chuyển. Nó ra đấy bác ạ. Chuyển đấy. Vâng. Vâng, cây này gọi là cây... cây... đơn mặt trời. Vâng. Vâng. Mặt trên thì xanh, mặt dưới thì đỏ. Vâng. Nếu mà nghiêng cái cây lại là cảm thấy nó như một cây vàng luôn. Rồi. Và đang có hoa đây. À, cái này hình như hoa quanh nằm từ ngày trong mảng về thấy nó hoa xuống. Hoa nó nở màu gì anh? Nó đây. Cũng như thế này rồi bác. À chỉ có thế này thôi. Vâng, đây nó có quả ra này. À hoa trái. Nói chung là mình chỉ chơi lá thôi. Cao là 50 ạ. Cao 50. Nó là một cây để ban thôi. Ngang là 65 ạ. Cháu xin báo giá là 8 triệu. Vâng. Đơn mặt trời giá 8 triệu. Rồi, anh chuyển nhé. Vâng, chúng ta đến với anh Duy An qua số điện thoại 0964 894 094. Chia tay với cây đơn mặt trời, chúng ta đến với một cái tác phẩm si. Cũng là cây si, dòng si tai chuột. Cây si này cũng khá là già, vì cái thần nó vừa héo lại vừa bạc đó ạ. Ồ, già lắm. Vâng, đây là viên đá. Đã định vị cho cái cây si đứng vững hơn. Bởi vì đây là dạng
cây si tai chuột thì dễ trống nhiều, và thân có một cái đường hoành nó vươn ra rất xa. Chiều cao là 45 ạ. Chiều cao từ mặt chậu lên 45 và vươn ra 80 ạ. Vươn ra 80. Vâng. Cháu xin báo giá là 8 triệu. Giá 8 triệu. Anh lại quay cho tôi lật sang bên này cái nhé. Nữa. Rồi, tí nữa. Đây là phía đối diện để anh em chúng ta cảm nhận được hết. Ok, chuyển cái khác nhé. Vâng. Và tiếp đến là một cây, đây có phải danh danh không? Phải ba ơi. Chợ mới mới nhìn nó như là cái bạch thiên hương vậy nhỉ. Vâng, danh danh bạch thiên hương nó khá giống nhau. Thiên hương thì nó chót lá, danh danh thì nó nhọn lá bác ạ. Cái này bao tiền anh ơi? 900.000 bác ơi. Giá 900. Wow. Tốt quá. Cứ sẵn chơi thế này được rồi. Về cứ cho nước cung cấp đầy đủ cái là có những bông hoa rành rành rất thơm. Wow. Rồi anh bê đi đi. Hai cây nữa nhá. Và có cái cây đại này cũng hay đây. Cây đại trông như là một chú thỏ đang nằm đây. Cây này có hoa chưa cháu? Cây này cháu vẫn đang để một bông để cho nó ra hoa. Để gần mùa đông như là đại ra hoa. Mùa này hình như chưa phải mua hoa rồi bác ạ. Nhưng mà lần từ khi đi về đây nhìn thấy hoa chưa? Chưa ạ. Chưa hoa đâu bác. Nhưng mà người ta bảo ghép bên đây màu đỏ, bên kia màu vàng trắng. À, tức là nhiều màu. Vâng. Cây này giá bao tiền đây? Cây này cháu xin báo giá là 8 triệu. Giá 8 triệu. Vâng, sau kích thước bàn tay cháu nhé. Được rồi. Ok. Và chúng ta lại đến tiếp với một cây mai chiếu thủy nữa. Cây mai này được làm theo lối trực bài bác ạ. Chiều cao là 51 ạ. Tán ngang là 72 ạ. Hoành thân là 48 ạ. Được rồi. Cháu xin báo giá là 15 triệu. Giá 15 triệu. Quay tiếp nhé. Vị trí 24 giờ. Rồi. Anh bê một mình được không? Được rồi, chuyển đi, chuyển đến cây khác đi. Vâng, và để kết thúc cuốn video này cũng là kết thúc chương trình giới thiệu giao lưu với vườn anh Duy An trong đợt này. Chúng ta đến với một cây trang đỏ. Chiều cao là 65 ạ. Chiều cao 65. Tán ngang là 80 ạ. Vâng. Hoành thân là 17 ạ. Được rồi. Cái mình nó chảy phết rồi nhưng mà cháu đắp thêm đất thì cho nó khỏe hơn. Coi không? Lá khá đấy, hoa khá nhiều. Cháu xin báo giá là 3,2 triệu. Giá 3,2 triệu. Vâng. Khá đẹp. À, nuôi được cây tử chỗ này hay đấy. Hai cha con tử trực cây cây chính cũng dáng trực ngay thẳng, cây này cũng thẳng lên. Wow, đúng là bố con. Bố con.
triệu 2 kết thúc video ạ. 3 triệu 2. Vâng. Bao ship? Cháu xin bao ship để mà chi hơn khách hàng. Ừ, cây cuối cùng này tôi cứ gạ gẫm anh. Bao ship toàn quốc 3 triệu 2 cây trang đỏ. Rồi cảm ơn anh Duy An nhé. Cảm ơn các anh đã cộng sự cùng với Đỗ Sinh hôm nay. À, tôi xin kết thúc cuốn video này, cũng là kết thúc cái chương trình chia sẻ trong cái dịp này với 5 cuốn video tại vườn anh Duy An. Và xin chúc các bạn nhiều sức khỏe, có nhiều tác phẩm đẹp hơn nữa, để Đỗ Sinh được đăng tải những cái hình ảnh bonsai nghệ thuật lên với công chúng. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.